우리들이 몰려온다 사죄해라 미리 Dead to me, R.I.P. buried 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리 왜 이래요? 잘못 오셨네요 상관없는 자에게는 묻지 마세요 손길 끝이 쉽고 and I live to tell the tale 못이 바뀌게 얘기했지만 coffin and a nail Buried so deep in your excrete 누굴 탓해 다 네가 한지 Xin chào anh em Dán BBF bảo vệ bề mặt sơn xe luôn là một giải pháp tối ưu được nhiều anh em tin tưởng sử dụng. Tại vì khi dán BBF này lên nó có 3 tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó sẽ bảo vệ bề mặt sơn xe không bị tình trạng là ố vàng nè, không bị phai màu theo thời gian. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bảo vệ bề mặt sơn zin của xe khi mà bị tác động từ va chạm nhẹ nè, từ những cái vết trầy xước nhẹ thì nó sẽ bị chỉ bị cái lớp BBF này thôi. Cái thứ ba nữa là đối với những xe nào mà dán BBF á, thì nhìn sẽ bóng hơn, đẹp hơn và sang hơn rất nhiều nha anh em. Thương hiệu BBF mà bên Khá sử dụng dán cho xe Subaru Forester này đó chính là thương hiệu ASWF. Đây anh em, ASWF Made in USA luôn nha. Đây là một thương hiệu về phin cách nhiệt và BBF hàng đầu tại Mỹ luôn. Điểm đặc biệt của thương hiệu này mà nó hơn hẳn và nó khác biệt với những thương hiệu khác đó chính là nhà máy sản xuất của nó đặt tại Mỹ luôn nha anh em. Như các thương hiệu khác là họ sẽ thông qua một cái quốc gia thứ hai để mà sản xuất, nhưng riêng ASWF này là được sản xuất trực tiếp nhà máy tại Mỹ luôn. Như các anh em cũng biết là sản xuất tại Mỹ, thị trường của Mỹ thì họ sẽ đặt ra những cái tiêu chuẩn tiêu chí rất là cao. Anh em hoàn toàn có thể an tâm tin tưởng vào cái thương hiệu ASWF này nha. Thời gian bảo hành của nó lên tới tận 10 năm luôn nha anh em. Và bây giờ Khá mời các anh em cùng xem qua cái quy trình dán BBF ASWF cho xe Subaru Forester tại Pro Tour nha. Dead to me, R.I.P. buried 무리들이 몰려온다 사죄해라 미리 Dead to me, R.I.P. buried 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 미리 Tiếp theo Khá sẽ test về tính năng cái độ co giãn của tấm BBF này cho các anh em cùng xem nha. Đây Khá sẽ tháo ra. Đó. Đây, lớp trong cùng này là tấm, lớp giữa này là tấm BBF nha anh em. Đó. Khá sẽ kéo cho các anh em xem nha. Nó rất là kiểu nó rất là chắc chắn luôn nha anh em, nó giãn ra xong nó co lại nè. Bây giờ Khá sẽ ghi thêm lần nữa nha. Đó nè anh em, nhìn tấm phim là bắt đầu nó co lại nè, tức là nó vẫn có một cái độ giãn nhất định, giãn ra mà nó không bị rạn phim nè. Rồi á, sau khi giãn ra bắt đầu nó co lại giống như là hiện trạng ban đầu luôn nè nha anh em. Khá kéo lại lần nữa nha, Khá đổi chiều đi. Cái này dễ cầm hơn, ghì cho nó mạnh hơn nha anh em. Đó. Đây, các anh em xem. Đó, sau khi mà chúng ta kéo giãn như thế này, chúng ta sấy nhiệt luôn là nó hoàn toàn bình thường luôn nha anh em nè. Như anh em xem là nó cũng hiện tại là nó khôi phục ít như hiện trạng ban đầu luôn nha. Sau 2 ngày thi công thì bên Khá đã hoàn thành xong gói dán BBF ASWF Made in USA cho xe Subaru Forester này nha anh em. Anh em có thể nhìn xem thành phẩm nè, nó rất là bóng và nhìn nó sâu. Bây giờ xe đã được bảo vệ thêm một lớp bảo vệ cực kỳ an toàn, chất lượng và xịn sò nha anh em. Sẵn đây thì bên Khá đang có thêm một chiếc xe phủ ceramic Diamond Seal, một thương hiệu cũng hàng đầu của Mỹ luôn. Anh em có thể so sánh là cái phủ ceramic và dán BBF nó cũng có độ sâu và bóng như nhau. Tuy nhiên thì BBF nó sẽ bảo vệ tốt hơn nhiều cho xe, lý do là nó đắt rất là nhiều lần so với phủ ceramic nha anh em. Nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi nào về dán BBF cho xe thì có thể để lại bình luận bên dưới hoặc là liên hệ qua hotline của Pro Tour
để bên Khá tư vấn trực tiếp và cụ thể cho anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em nha.